không khí sum vầy sẽ là khát khao của nhiều bệnh nhân, nhất là những người nằm điều trị trong dịp Tết tại các bệnh viện. Hiểu được tâm tư này, lãnh đạo các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trang hoàng một không khí đường hoa đầy sắc màu, niềm vui ấm áp mang đến cho cả bệnh nhân và y bác sĩ. Gần 8 tháng điều trị nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân Nguyễn Thị Liên không khỏi xúc động khi được tham quan đường hoa Tết ngay trong chính khuôn viên của bệnh viện. Dạ, cũng gần 8 tháng rồi ạ. Hôm nay mình được ra ngoài đây là mình rất là vui. Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, đường hoa xuân Nhâm Dần 2022 với tên gọi Sắc Xuân Bệnh viện chính thức khai mạc. Lãnh đạo bệnh viện mong muốn gửi tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân đang điều trị hậu Covid-19, hơi ấm tình cảm và không khí mùa xuân. Đảng ủy ban đốc mới nghĩ tới những con đường hoa như thế này. Một mặt là buổi chiều, đa số bệnh nhân ở đây là bệnh nhân liệt nằm đi xe lăn, thì sẽ được người nhà, thân nhân, người nuôi bệnh đẩy đi tham quan những cái đường hoa này. Ta cũng sẽ cảm thấy được cái sắc xuân đến, ta cũng cảm thấy được chia sẻ, được ấm áp khi có những cái khung cảnh như này. Khi mà vừa tham gia điều trị, vừa tham gia chống dịch và các liên quan đến bảo y bệnh nhân nữa, nên là mùa Tết này mình cũng không được đi quá nhiều nơi như là các năm. Thì bệnh viện tạo điều kiện cho kể cả nhân viên, kể cả bệnh nhân có được một cái đường hoa ít nhất là tham quan, chụp ảnh và có cái bộ ảnh lưu niệm trong cái mùa dịch này, thì đó là một cái điều rất là quý. Trong suốt những ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp sẽ luôn sẵn sàng túc trực, bố trí ca làm việc để y bác sĩ vừa có không khí ấm áp mùa xuân nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân. Các bệnh nhân nằm tại bệnh viện cũng sẽ được tận hưởng không khí mùa xuân với các hoạt động chăm lo, quan tâm, thăm hỏi, đặc biệt là vào thời khắc giao thừa.